Chương trình rất đặc biệt ngày hôm nay, chương trình Bếp Sang, hàng chính hãng. Và xin bật mí với tất cả quý vị nha, nếu không phải là sản phẩm của thương hiệu cao cấp nổi tiếng trên đúng thế rồi. Giới thì không được xuất hiện trong chương trình này. Chính và xác. Nếu không phải là sản phẩm đã có mức giá tuyệt vời thì không thể được xuất hiện trong chương trình này. Wow. Vậy thì nếu như quý vị nào chúng ta đam mê không gian bếp của mình, quý vị là những người rất tinh tế, rất thông thái và thường xuyên tiếp cận với những dòng sản phẩm điện gia dụng nổi tiếng trên toàn cầu, muốn mua sản phẩm xịn, muốn mua hàng hiệu mà có mức giá lại cực kỳ dễ chịu thì xin quý vị dừng lại ở chương trình ngày hôm nay. Đừng chuyển kênh bởi vì quý vị đang chuẩn bị có một món quà cực kỳ lớn cho thói quen sử dụng hàng hiệu của mình đấy ạ. Một thói quen cực kỳ được nhiều người Việt Nam của chúng ta yêu thích đó chính là sử dụng những món cơm trong các bữa ăn hàng ngày của mình. Và thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng những cái cách nào để quý vị có thể nấu cơm ạ? Có người kêu là bây giờ chắc chắn là ai cũng sẽ sử dụng nồi cơm rồi. Nhưng mà cái nồi cơm lại gặp một cái vấn đề là gì? Cái nồi cơm nhà mình hôm nay mình muốn đổi qua ăn cơm gạo lứt không được. Cái nồi cơm nhà mình hôm nay mình muốn ăn xôi không nấu được. Tại vì sao? Tại vì cái lòng nồi nó khó tính quá. Nó chỉ chịu được có mỗi gạo nếp, gạo tẻ mà thôi quý vị ơi. Vậy thì ngày hôm nay cùng đến với Thảo Vy và Diễm Loan nha. Sẽ có một chiếc nồi cơm vừa sang, vừa đẹp, vừa đa tính năng, vừa dễ dàng sử dụng. Nhưng quan trọng là gì? Lại là hàng hiệu nữa quý vị ơi. Thưa quý vị, với những ai mà chúng ta có dịp đến châu Âu, chúng tôi tin là quý vị đã từng rất nhiều lần nhìn thấy sản phẩm của thương hiệu Tefal của Pháp. Và đây là một thương hiệu đã xuất hiện trên 120 quốc gia trên thế giới. Đúng hiện rồi. Nay là một trong 6 thương hiệu đồ điện gia dụng nổi tiếng trên toàn cầu. Và cho tới bây giờ, cứ nhắc tới nền nghệ thuật ẩm thực của Pháp là người ta sẽ nhắc đến những cái đồ điện gia dụng chất lượng. Chính trong xác. Đó có Tefal. Vậy thì nếu như quý vị nào chúng ta không muốn đi châu Âu, tại Việt Nam vẫn có hàng tốt chính hãng của Tefal, thì thưa quý vị, dừng lại ngay lập tức với chúng tôi. Hôm nay quý vị sẽ có một cái nồi cơm điện, cũng vẫn là nồi cơm điện, nhưng sẽ có thêm công nghệ đặc biệt với cái chip cảm ứng mà chúng ta có thể gọi là những cái cảm biến cao cấp hiện đại. Đúng rồi. Sẽ giúp cho quý vị có thể nấu được một cái nồi cơm cực kỳ ngon, cơm không thôi, gạo trắng không thôi, mà cực kỳ xuất sắc luôn quý vị nha. Và không chỉ dừng lại ở đó, quý vị có thể có tới 7 tính năng khác nhau để nấu nướng. Quý vị có thể nấu gạo lứt nè, quý vị có thể nấu cháo, quý vị có thể nấu xôi, quý vị có thể là nấu những cái món hầm và món nào cũng cực kỳ ngon. Và đây sẽ là một chiếc nồi cơm điện mà Loan tin là nhà nhà nào cũng sẽ cần, cũng sẽ mê, bởi vì cái đặc tính của cái lòng nồi cực kỳ chất lượng luôn. Đúng rồi quý vị ơi, chúng ta sẽ có một chiếc nồi được thiết kế giữa hiện đại và truyền thống đi kèm với nhau. Đó là thiết kế lòng nồi niêu quý vị nha. Chúng ta có là gì ạ? Một chiếc lòng nồi niêu như thế này với dung tích là 1,8 lít với một cái thương hiệu lâu năm như thế này mà lại còn kết hợp với cái sự truyền thống của Việt Nam chúng ta. Quý vị thấy nó được bao tròn giống gì ạ? Giống cái nồi cơm niêu ngày xưa của ông bà mình. Đúng sẽ giúp rồi. Cho cơm nó ngon hơn, nó nở bung đều ở bên trong và cái nhiệt độ đó quý vị nó sẽ tỏa đều, giữ nhiệt được lâu hơn nữa quý vị nha. Nhưng quan trọng là gì? Đây, cái lớp chống dính hoàn hảo này sẽ còn đi kèm với cái vạch ở đây nè chị Diễm Loan, thấy không ạ? Đó. Đúng rồi. Chúng ta sẽ thấy ở đây là một cái vạch đo lượng nước và lượng gạo rất là phù hợp để quý vị có thể là nấu cháo nè, rồi nấu gạo lứt nè quý vị ơi, để giúp cho chúng ta có thể dễ dàng chế biến ra nhiều món ăn ngon quý vị nha. Vâng thưa quý vị, và với một cái lòng nồi niêu như vậy thì sẽ giúp cho những cái dòng tuôn trào nó sôi cuộn ở bên trong. Đúng rồi. Và giúp cho thực phẩm của chúng ta chín ngon, chín thật là đều, hạt gạo nở bung. Và quý vị nấu cái gì quý vị cũng sẽ thấy là nó mềm mại và nó có thể tiết ra được hết giá trị dinh dưỡng luôn. Nhưng chưa dừng lại ở đó đâu ạ. Với cái nồi bình thường mà quý vị nấu ở nhà, quý vị muốn nấu cơm gạo lứt, quý vị sẽ phải ghim điện 2-3 lần. Quý vị nhớ lúc 2-3 lần để nó hư cái nồi cơm của quý vị. Đúng trong rồi. Khi với nồi cơm điện của Tefal, dòng sản phẩm cao cấp hôm nay, quý vị chỉ cần nhấn nút thôi là quý vị nấu được rồi. Chính và xác. Nếu như quý vị nào mà chúng ta muốn mua cái sản phẩm của cái thương hiệu đã 65 năm tồn tại trên thị trường thì quý vị ơi, cùng nhìn để Loan về cái thiết kế để xem nó đẹp như thế nào quý vị nha. Đây quý vị thấy không? Trước tiên là nó lấp lánh nè. Quý vị thấy nó lấp lánh, nó đẹp ghê chưa? Và ở đây tất cả các cái nút đều rất là dễ dàng để sử dụng bởi vì có tiếng Việt nè. Cái này là họ đã thiết kế để dành cho thị trường Việt Nam của mình để người Việt Nam đọc và dùng dễ dàng nè. Đó, dùng được tới 7 tính năng khác nhau, giữ ấm được tới 12 tiếng đồng hồ đúng luôn. Rồi. Và đặc biệt ở đây chúng ta sẽ có cái chữ AI này nè quý vị, là cảm biến hiện đại nhất ngày hôm nay mà quý vị có thể được nghe áp dụng trong những cái sản phẩm điện gia dụng đó. Và đây chính là cái công nghệ giúp nhận diện là gạo trắng, là gạo lứt, hay quý vị đang nấu cháo, hay quý vị đang hầm, để cung cấp nhiệt độ, cung cấp thời gian thật là phù hợp. Và sau đó thì quý vị chỉ cần nhấn nút thôi để cho chiếc nồi tự nấu quý vị nha. Và cuối cùng quý vị sẽ có một cái bữa ăn ngon,
đúng chuẩn nghệ thuật ẩm thực của Pháp mà không cần phải đi đến tận trời Âu thưa quý vị. Âm thanh rất là chắc đúng không quý vị? Đúng rồi, nghe như là cái tiếng chuông chùa vậy đó, nó vang, nó vọng ở bên trong. Bởi vì sao? Bởi vì nó được đúc nguyên một khối quý vị ơi. Và khi đúc nguyên khối như thế này á, nó sẽ đảm bảo là gì ạ? Cái quá trình mà truyền nhiệt, tải nhiệt đó quý vị, nó sẽ đẹp hơn, nó đều hơn và giữ được nhiều giá trị dinh dưỡng hơn. Nhưng quan trọng nha, là cầm nó còn chắc tay hơn nữa. Đây, chị em đi mua đồ là thích cầm coi nó có chắc tay không à. Dạ, vì cần luôn, cho các chị em thấy nha. Đây, chúng ta có thể thấy là gì ạ? Với cái lòng nồi niêu này là cái cân nặng của nó, quý vị thấy không ạ? Nó gần 500g đó. Gần nửa ký lô gram cho một đó. Cái lòng nồi niêu. Như vậy thì quý vị sẽ thấy rõ ràng cái lòng nồi này nó nặng tay, nó chắc tay, nó dày thì mới có trọng lượng như vậy. Vậy chính bây giờ xác. So với một cái lòng nồi bình thường cái thế hệ trước đây, cái thế hệ cũ đây. Rồi của Tefal thì sao? Mời quý vị cùng xem thử trọng lượng của cái lòng nồi cũ là bao nhiêu gram nha. Đây quý vị ơi, gần như là nó gấp đôi luôn. Tại vì cái lòng nồi này vì thấy là nó chỉ có hơn 200g thôi. Ồ, quý vị thấy không ạ? Một cái lòng nồi mà nó chắc tay hơn nè, nó nặng tay hơn nè. Và đồng thời là gì? Nó giúp cho mình có được một cái thiết kế vừa truyền thống vừa hiện đại như thế này. Thì chắc chắn là gì? Các món ăn của chúng ta sẽ còn ngon hơn nữa. Thôi thì bây giờ nói đi đôi với làm. Mình sẽ cùng xem là với cái lòng nồi niêu này thì cho ra những cái bữa cơm của chúng ta như thế nào quý vị nhé. Thưa quý vị, nói có sách mách có chứng, chúng ta nấu cơm ngay lập tức luôn ạ. À. Và cũng là cơm, nhưng tại sao có nhà quý vị đến chơi, quý vị thấy cái nồi cơm của họ đẹp quá. Có rất nhiều gia đình quý vị ăn cái chén cơm của nhà họ, quý vị thấy nó ngon quá, nó ngọt quá, nó xốp từng hạt một vậy. Vậy thì có lẽ lý do một phần là do họ chọn lại gạo. Nhưng quý vị mua được gạo tốt, gạo mắc tiền, nhưng cái nồi không tốt, quý vị cũng không thể nấu ra được những cái nồi cơm ngon và hấp dẫn như thế này đâu. Và đây, quý vị nhìn giùm cho Lai nha. Từng hạt gạo một nở bung ngon đều và thơm phức luôn quý vị. Đó, rất là ngon, rất là hấp dẫn luôn. Và nhiều quý vị nói là, ủa, nhìn thấy nó ngon rồi đó, cái hạt gạo nó hấp dẫn rồi đó. Nhưng mà về cái độ chống dính thì sao? Tôi mua nồi cơm điện bây giờ là phải chống dính nha. Đúng rồi. Chứ mà cái lớp chống dính mỏng là tôi không có mua đâu. Cái lớp chống dính không tốt là nó thôi nhiễm ra đồ ăn của tôi đó. Chính vậy xác thì luôn. Quý vị bây giờ Lan làm thử cho quý vị coi nha. Lan sẽ cố tình là nén cơm xuống như vậy cho nó chặt, cho nó dính được là chặt luôn. Cho nó chặt vô cái lòng nồi luôn. Rồi, và bây giờ thì nếu như Lan có thể lấy được nguyên một cái mẻ cơm này ra ngoài và ụp được lên trên cái đĩa là quý vị mua liền cái nồi cơm này nha. Liền luôn. Bởi vì đây sẽ là cái nồi cơm có cái phần lòng nồi chống dính cực kỳ tốt. Và đây, quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình nha. Đây. Phải nói là có rất nhiều cô, nhiều chị rất là quan tâm tới cái việc là chống dính của một chiếc nồi cơm. Tại vì sau khi chúng ta nấu cơm xong thì cái đúng việc vệ sinh chùi rửa cũng rất là mệt mỏi luôn. Bây giờ thì mình kiểm tra nha. Thử nấu nha. Gạo trắng, gạo dẻo luôn quý vị ơi. Và quý vị quan sát cùng với lại Thảo Vy và Diễm Loan nha. Loan đặt nha. Xuống đây. Đó. Và bây giờ hãy cùng xem nha. Đếm từ 1 tới 3. Nếu lấy ra được nguyên một mẻ cơm là quý vị đặt hàng mua liền nha. 1, 2, 3. Wow. Đây thưa quý vị. Quá hoàn xuất toàn sắc luôn. Không còn một hạt cơm nào dính vào trong lòng nồi hết. Không có bất kỳ một hạt cơm nào dính vào lòng nồi hết. Và cái mẻ cơm của chúng ta thì mời quý vị cùng nhìn thử giùm Loan nha. Đó, rất là ngon luôn. Nó vàng nhẹ và nó thơm lừng quý vị ạ. Đúng rồi. Lòng nồi chứng tỏ 100% chống dính cực kỳ tốt. Nấu xong không cần chà, không cần rửa, không lo bong tróc lớp chống dính. An toàn cho cái việc nấu nướng và sức khỏe của người tiêu dùng. Và quan trọng là gì ạ? Mình có thể nấu được nhiều loại gạo khác nhau nữa quý vị ơi. Nấu gạo lứt có khó không Vy ơi? Nấu cháo thì sao đây ạ? Dạ, tất cả đều có 7 chế độ ở đây. Quý vị ơi, mình được thiết kế cực kỳ đặc biệt dành riêng cho người tiêu dùng Việt Nam của chúng ta. Tất cả đều là tiếng Việt nên ông bà cha mẹ mình đều có thể sử dụng được rất đơn giản luôn quý vị nha. 7 chế độ, mình chỉ cần chọn và nhấn nút mà thôi. Ngoài ra sẽ còn có một cái chế độ hâm nóng ở đây nữa, giữ ấm được cơm, được món ăn của chúng ta lên tới 12 tiếng. Bây giờ thì mình sẽ cùng kiểm tra nha. Ngoài việc là nấu cơm trắng như chị Diễm Loan ra thì chúng ta còn làm được nhiều món ăn khác nữa. Ví dụ như là ở đây Vy đang làm là gì ạ?
đó chính là cơm gạo lứt quý vị ơi. Nhiều chị cứ nói là cơm gạo lứt nấu cực lắm, chị biết là ăn là ngon đó, là tốt đó, nhưng mà hình như là phải ngâm gạo đúng không, rồi phải nhấn nút không biết là bao nhiêu lần nữa quý vị ơi. Nhưng mà đây quý vị thấy đó, đó chúng ta có thể là dễ dàng nấu chỉ với một nút nhấn mà thôi quý vị ơi. Vì thấy là có nhiều chị đó thích ăn cơm gạo lứt thì giờ đây có thể nấu cơm gạo lứt ngay tại nhà của mình chỉ với chiếc lòng nồi niêu của Tefal mà thôi. Đơn giản, dễ dàng mà giờ đây cái bữa cơm ngon bổ dưỡng đã xuất hiện ngay tại nhà của mình với một cái nút nhấn mà thôi nha. Bây giờ ưng ý rồi thì nhớ là tranh thủ đặt hàng, tại vì chỉ có xuất hiện trong cái khung giờ bếp sang hàng chính hãng thì chúng ta mới có được cái giá tốt quý vị nha. Thưa quý vị, bếp sang hàng chính hãng, quý vị mua được hàng thật của thương hiệu Tefal của Pháp. Đúng rồi. Và đây là thương hiệu nổi tiếng của Pháp đã xuất hiện tới mấy chục năm trên thị trường rồi. Hơn 60 năm qua rồi ạ. Và đây là một trong 6 thương hiệu cực kỳ nổi tiếng về mặt hàng gia dụng đó quý vị. Và nếu như quý vị nào mà chúng ta đang tìm hàng xịn, chúng ta đang tìm hàng sang, quý vị đang tìm hàng hiệu, hàng đồ điện gia dụng hàng hiệu, thì quý vị dừng lại chương trình này và nhấc máy lên gọi liền cho VTV Hyundai. Lâm Tân là nãy giờ những quý vị nào mà chúng ta rất là mê những cái đồ điện gia dụng mà thường xuyên đi châu Âu mà mua hàng của Tefal á, là nãy giờ họ nhấc máy họ gọi liên tục luôn quý vị. Họ mua không phải chỉ cho mình mà mua cho nhiều người thân trong nhà. Quý vị nhìn thấy nó đẹp và nó sang quá đúng không ạ? Và rồi bây giờ chúng ta không chỉ nấu cơm, không chỉ là nấu gạo lứt mà chúng ta còn nấu được nhiều món ăn khác nhau nữa thưa quý vị. Và đây Loan mời quý vị cùng xem nha. Ở đây nè, cái ron silicone quý vị về nhà quý vị coi nha, nó cũng chắc hơn rất là nhiều so với những cái ron silicone mà quý vị từng có dịp nhìn thấy qua. Đây nó dày lắm quý vị, nên nó giữ rất kín. Rồi bây giờ quý vị nhìn lại giùm Loan nha, Loan đẩy nắp lại nha. Quý vị nhìn giùm Loan nha, Loan đẩy nắp lại nè. Rồi bây giờ Loan mở nắp ra, quý vị sẽ thấy khói bay lên nghi ngút nha. Khói bay lên nghi ngút nha. Đẩy. Hoàn toàn quý vị thấy không có bất kỳ một cái làn khói nào toát ra bên ngoài hết. Đúng không quý vị? Không rất có luôn quý vị nha. Như vậy chứng tỏ nó rất kín hơi kín khí để làm gì? Để nó hầm thực phẩm siêu mềm mại như một cái nồi áp suất dành cho quý vị luôn. Và bây giờ quý vị nhìn giùm Loan ha. Ở đây đang sôi, canh đang sôi sùng sục như thế này. Ở bên trong chúng ta nấu nào là xương nè quý vị. Đó, rất là ngon luôn. Và quý vị sẽ xem nè, rau củ là nó mềm ra hết luôn nè. Nè, quý vị nhìn giùm Loan nha, rau củ nó mềm ra hết nè. Đó, nó mềm như vậy. Nhưng nó không có bị bấy nha. Không có chuyện đụng vô rồi bấy nát ra nha. Quý vị phải bẻ ra nó mới mềm ra nha. Chứng tỏ là gì ạ? Là quý vị sẽ giữ được hết dưỡng chất ở bên trong quý vị nha. Đây, quý vị xem là đó. Quý vị lấy ra được từng thớ thịt vừa mềm vừa ngon. Và đây, Loan cho quý vị xem cái này cũng hay lắm nè. Bây giờ quý vị thấy cái nồi nó đang sôi đúng không? Bây giờ sợi dây nha, Loan giật điện ra nha. Giật điện ra luôn ạ. Nó vẫn sôi. Giật hẳn ra luôn ạ. Giật hẳn ra luôn. Và quý vị để như vậy đi. Để như vậy đi ạ. Nó cứ sôi liu riu rất là lâu. Chứng tỏ cái mâm nhiệt ở dưới cực kỳ tốt để giữ nhiệt cho thực phẩm của chúng ta. Và bây giờ thì nào, đậy nắp lại để quý vị cảm nhận được độ đẹp và độ sang của thiết kế Tefal ngày hôm nay quý vị nha. Dạ đúng rồi ạ. Chúng ta vừa có một chiếc nồi tiện lợi, chúng ta vừa có một chiếc nồi sang trọng và chúng ta lại còn có một mức giá cực kỳ tốt nữa quý vị ơi. Hàng chính hãng, thương hiệu cao cấp, bếp sang hàng chính hãng là đây. Và mức giá đang được giảm tuyệt vời, chỉ còn lại 1.140.000 đồng mà thôi.